Cô chú anh chị nha, hiện tại bây giờ đêm nhạc gần diễn ra, bà con vô rất đông cả nhà. Đó, bà con vô đó. Còn người mua vé cũng ngồi cũng gần kính hết rồi, đi không bằng mấy ngày trước. Bác ngồi đi trước vô ngồi ngay trước cái nhà. Vừa trao đổi với nhân viên lớn rồi vậy. Đó, con bác vô mua vé nè cả nhà. Đi nhận diễn ra bà con tới rất đông luôn. Còn xếp hàng mua vé cả nhà, vé nước.
đây quảng không chú tâm chú tâm quảng cầm bờ hương lan cầm bờ hương lan xưa canh hương lan cũng vũ rồi hương lan thì biết mà không biết mà vợ chồng đây chồng thôi rồi rất đông luôn. Bà con cô bác, nếu như mà mình muốn tâm khám răng thì vô lòng gọi cái số hotline và đăng ký trước dùm vô. Chứ ví dụ hôm nay là 1.000 người đăng ký, sau đó là tương tới
còn tới đó. Chạy xe vô luôn. Thank you.
bà con tới mua vé nha. À, còn nhiều khá đông luôn. Đông luôn. Đêm nhạc cần diễn ra. Cho nên bà con mình á, ai alo, ai mà muốn đi vệ sinh á thì mình có thể qua phía bên phải bên đây. Dạ, phía bên phải bên đây. Bà con nào mà mình chưa có nước thì mình giơ tay lên để cho bên phía nào phục vụ cho bà con mình ok hơn nha. Rồi cô chú nào muốn mua lập tên thì con còn ghé 2 ký. Cô chú nào muốn mua giơ tay lên con giao tận nơi miễn ship tu ok chưa? Rồi, ok, quá trời rồi, rồi em ơi, 10 ký em ơi. Bà con mình mua lập tên giơ tay cho bé chịu với bé Giang nữa nha. Dạ, cảm ơn bà con là chuẩn bị bắt đầu chương trình. À, bà con cô bác đó khá đông luôn cả nhà ơi. Đêm nhạc hội quán ở sân miệt vườn của anh Khương Dừa chuẩn bị diễn ra nha bà con bác, tới khá đông luôn. Rồi, cảm ơn các chú chị đã dành thời gian giỡn nha, xin chào.